Ok, và hai sao bạn đã trở lại với channel mình. Mình là sát thủ Mật Khỉ đây. Chào mừng các bạn đến với channel của Thanh Trung Gaming nhé. Đó, hôm nay sát thủ Mật Khỉ sẽ thực hiện yêu cầu bạn là chạy chiếc BMW 1000GG đi ám sát các bạn. Đó, cái chuyện quá đơn giản luôn. Mình mà được đi xe xịn thì phải nói là những người mà cần ăn bánh pizza phải ăn ngọt xớt luôn các bạn. Đó, cầm cái súng này nữa bạn. Đó, mình có thể bắn cái xe cạch 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 cạch. Quách ra heo không? Quách ra heo bạn. Cướp cạn cái đâu đây, đây là cướp đây. Thôi, khỏi cướp đi bạn ơi. Thì cướp thì mắc vui quá, tôi làm sát thủ mà à, khi mà bạn là sát thủ nhưng mà bạn chợt nhận ra bạn cũng có đam mê cướp. Ok nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi làm sát thủ. Uầy, ở đây các bạn ơi, đây rồi bạn. Đây rồi. Có một hồ bơi nhà giàu các bạn. Hôm nay sát thủ làm cướp cướp các bạn. Cướp của người giàu chia cho người nghèo các bạn. Nói chứ phải mình cướp của người giàu rồi chia cho người giàu cùng luôn là bậy rồi. À, mình cướp của người giàu rồi chia cho những người nghèo các bạn. Người khó khăn hơn mình các bạn à. Ui. Ngon ngon ngon. Khu này là khu nhà giàu các bạn. Mình coi coi. Coi có ai là con mập không. Nhà này bự đấy các bạn. Căn nhà số 4, 5, 8, 5. Đây là số nhà của hai anh niên này các bạn. Khá là bự. Ôi xe T20 luôn kìa. Nghĩ ra đậu xe vô nhà đấy các bạn. Hai em gái đó là mục tiêu của mình rồi đó. Mình nên nghỉ lụm đi các bạn ơi. Nhà bự lắm các bạn à. Các bạn nhìn nào á, nhà này phong cách gì đây. Phong cách vãi nồi các bạn ạ. À. Bay lên các bạn, tôi tìm cách leo lên đây, đây, đây. Mình sẽ giả lập thế thủ đó, mình nhảy vô đây, đi vô đây. Mình leo đường không bước lên. Đó. Ui, ở trong đây có đường lên đấy các bạn. Ui, mẹ nhà có ban công sân thượng các bạn. Đập cửa, cửa đóng các bạn ạ. À. Nên mình quyết định hạ thủ lưu tình các bạn ạ. À. Thông lưu tình luôn. Tôi chỉ cần hai phát đạn định thiên hạ các bạn ạ. À. Một phát một rồi mà tính tiền liền các bạn ạ. À. Tính tiền luôn cho mình nhá. Một phát một thôi, không có phát thứ hai. Nên sát thủ cần phải có sự quyết đoán các bạn ạ. À. Đây súng vàng của mình. Nó đeo bao tay hết rồi. Giờ đã vào vị trí các bạn ạ. À. Khi bắn xong. Ôi! Rồi luôn. À đủ. Đủ. Sát thủ con kẹt gì vậy? Má quê thật sự các bạn ơi. Má. Thiệt là quê luôn các bạn. Đang chuẩn bị làm highlight các bạn coi mà té một cái đùi vậy đó. Mặc đồ bệnh viện đúng không mày ơi. Mặc đồ bệnh viện luôn. Rồi, ai đồ lại của tôi coi. Đồ của tôi đâu. Ai. Sát thủ mặc khỉ đường đường như thế này mà. Mặc đồ bệnh viện là thấy méo nào đúng không. Mặc mẹ cái súng luôn các bạn. Trời sáng cái đi. Nhỏ này nói chuyện nhiều quá mày ơi. Ôi vẫn còn bị ngập đấy các bạn. Ê ê ê có người. Để mình buộc nó chạy vô cái hẻm đấy bạn. Bye bye rồi đúng không? Love you bye bye rồi đó không? Quẹo vô đường này nè. Excuse me. Đi vô đường này nè ơi. Mày đi vô đường này. Mày không được chạy đường này. Có ai không? Mày thấy rồi, có người thấy rồi. Quẹo vô. Nó chạy lẹ gì hết nhờ. Rồi luôn. Lắc các bạn ơi, quên xóa mod thì lũ lụt rồi, từ từ. Đây các bạn thì nước sông cũng đã rút rồi. Như xưa rồi. Oh. Ok, let's go, let's roll. À. Nãy ám sát mấy chị kia mà bị té lầu hơi quê các bạn, hơi quê sệ nhưng mà mình quyết định không nhắc kệ đi chơi. Mình gọi cho anh Pitman giao pizza tiếp. Đó, đi BMW 1000GG là như thế này. Pizza đã giao các bạn. Cuộc pizza đã nhận rồi. Có khách. Cho một chiếc ba lơ hả? Ba lơ hình như chống đạn mày ơi. Nhưng mà không sao. Đối với một sát thủ như mình, giàu kinh nghiệm như mình.
xe chống đạn, mình nghĩ là đi xe tăng mới an toàn lắm mình ơi. Quay hai chiếc về ơi, chiếc xe chúng ta là chiếc xe màu đen các bạn, ba lơ các bạn, Range Rover đó. Đó, chạy xe kìa, má chạy xe kìa, chạy xe kìa, chạy xe kìa. Nè mày, mày tăng tốc mày chạy à? Rồi, rồi, rồi. Căng quá nhỉ. Ê, mày đua hả? Mày đua không? Đứng lại. Nè nè, tôi đi bìm nước ngàn rồi rồi. Đó, dứt nó bạn. Mình theo phá ba chiếc xe của nó trước. Mày tắt tóc qua tao hộ cái. Sao láo bạn? Kìa rồi, gãy rồi, kìa gãy rồi. Nhà mình tọc chỗ này cái là nó bị dính á, dính nè. Thấy không? Phải tọc ngay bánh xe nó. Đi xe lại. Vô cục điện nè. Ép các bạn, ép xe các bạn. Ép xe, ép xe. Gãy nè. Rồi, không cho nó đục đít các bạn, nó đục đít là mình té liền các bạn. Giữ bên hông mình có nó, nó. Thằng kia láo gì mày vậy đâu, hết gì đâu xe trắng. Tôi bật blue xe trắng trước rồi bạn. Hai với Range Rover tải yếu này, này này yếu à, này dễ chơi hơn, này yếu, này yếu, này yếu đó, này yếu, này yếu ăn lại bồ cắt đuôi được này các bạn ơi, cắt kia còn khá là xa xa lắm này rồi, rồi được nhắc nữa súng. Xe chẳng nó tới mày ơi, xe chẳng nó tới đi, mấy biết vụ gì mày ơi. Đây là mấy xe chẳng mà không hay mày, xe kia chết hết rồi. Mặc dù với cái quần nghe vệ sĩ, bốn anh vệ sĩ với cái quần hả, mấy anh ho không, mấy ho ho không, ho nè, ho nè, ho nè, ho nè, ho nè, mày bốn thằng chết một lượt luôn các bạn, ho với chúng tôi. Ở đây chúng tôi mẹ bán pizza cho pizza nóng các bạn ạ. À. À, tôi nóng nảy lắm. Mấy anh mày đụng chứ tôi là bậy rồi, chết mẹ có thấy dập trái không ạ? Nguy hiểm nha. Ôi đừng tới dập trái. Ôi mày quá rồi ơi. Ôi có khách luôn. Khách này chắc đi bộ. Thường duyên các bạn ơi. Đâu hay đâu bạn, đâu hay đâu bạn. Trời sao mà tụi nó mà đặt ôi đeo cái gì kiếm cương các bạn ơi. Gì kiếm cương luôn à. Trời ơi. Hey, step off it. Lá gì lá. Lá gì lá trai. Nè. Có súng nè anh trai. Nãy nói chuyện không mấy mà. Đó các bạn lập luôn các bạn. Quá đơn giản rồi, vụ này mà lập gọn quá rồi, hai anh niên luôn. Quá gọn. 2.000 đô vụ này nhàn quá. Đụng tới sát thủ mặt khỉ. Thì sát thủ mặt khỉ sẽ cho các bạn biết thế nào là sát thủ bạn. Định nghĩa là giới sát thủ luôn. Đó giờ ai làm sát thủ là thật là phách hết. Tôi mới là sát thủ chính thức. Ông chùm của sát thủ chính là sát thủ mặt khỉ nha các bạn. Hả? Mày đi máy bay hay gì mày thấy chị đọc lại gì vậy? Pizza in Manana. Xe chị tên là Manana các bạn ạ. À. Tại chỗ cái căn nhà đó mày ơi. Tại là bìm lúc ngày rồi. Tới ngay, tới ngay, tới ngay à. Di chuyển rất độ cao à. Manana đây rồi. Dừng lại. Giải cặp kè không xong các bạn ạ. À. Hơi đông người. Hai ăn mập về ơi, chạy đi, chạy đi. À qua cái tiệm 24/7 đi mình lụt các bạn. Nên ơi, có bảo vệ đi sao bạn ơi? Má hai chiếc bảo vệ luôn nha. Hai chiếc bảo vệ luôn nha. Làm lẻ các bạn ơi. Có cách rồi. Chúng ta sẽ đặt quả mìn lại cho hai bảo vệ đi ngang.
Búp. Một chiếc đã bị hạ các bạn ạ. Chiếc đã bị hạ, đâu hay biết gì đâu. Gì vậy cha? Mày vậy. Bùng mạng giờ các bạn ơi. Gì mà bắn, nó thấy rồi bạn, nó thấy rồi. Thấy hả mày, quá trễ rồi. Anh còn đổ súng nữa sao? Súng xe được rồi bạn, còn thêm chiếc này nữa hả? Bánh tét nè. Đổ đi. Hai, 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 hai. Ôi, bốn chiếc luôn bạn ơi. Bà mẹ đồng xe của nó mà quỳnh chán quá đạn. Bốn chiếc nữa bạn. Đồng xe của nó nguy hiểm như thế các bạn. Ngoài xe cũ mà kỹ thì làm những cái ví dụ khó các bạn. Cái gì khó thì cứ alo xe cũ mà kỹ. Chi nhận nhiều khó các bạn ạ. À. Dù trời dễ quá, xin phép không làm các bạn. Đeo mặt kỹ vô đi bạn ơi, tại nãy giờ quên đeo cái nó có thể làm gì. Để cho người ta biết mình là xe cũ chứ. Xe cũ chạy xe bao cứng luôn. Hết kèo ra visa ta. Hết kèo làm sát thủ rồi bay. Cứng quá, đi bê đớp ngàn GG mà anh mày chỉ đuổi mày tội phạm. Đuổi chỉ đuổi mày những con mồi béo bở về chết. Gác quá bạn, mày chơi gác. À có kèo, có kèo, có kèo, có kèo. In first full mẹ. Đối phương mày di chuyển bên trên một chiếc mà có thể là Lamborghini các bạn ạ. À. Di chuyển với tốc độ rất là cao luôn. Đang mua quần áo đây các bạn, mình phải tìm cách. Lên, hết tốc độ. Sát khẩu mà khỉ. Hết tốc độ đi. 300 km/h bạn. Kéo hết tốc độ lại tôi mà truy tìm mà anh đi đấy. Rút. Cái tiền nó khơi ra khỏi tiệm quần áo bạn ơi. Chuyện di chuyển rất lẹ trên cao tốc các bạn ạ. À. Đúng rồi, một chiếc Lamborghini các bạn. Vào phía trước có xe hộ tống. À, lại là đạp bộ các bạn ơi. Chứ có xe hộ tống các bạn. Phá lớp xe hộ tống chứ các bạn. Tí dùng lại. Ôi, má là bộ tăng tốc các bạn. Ôi, ôi. Má là bộ chả lẹ thế. Cắt à. Uya 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 bắt gác đây. Dạ, đừng có đụng tôi. Quá. Chết đi. Chạy mày. Cái là bộ mày chết tản rồi ơi. Rồi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. À, là bộ mà nó chạy nó tăng tốc lên nó dí bên các bạn. Ý là mình đi BMW đúp ngàn GG luôn các bạn. Uầy, thoát rồi bạn ơi. 9200 đô các bạn. Thấy không bạn, đầu tiên mình phá cái xe vệ sĩ là hợp lý luôn á. Thấy xe vệ sĩ cái còn hai đứa à, nãy mà còn bày chứ bắn mình ỉa luôn á. Bắn mình ngã chuyển bệnh viện, chạy không kịp. Công nhận lắp bồ mà nó đề ba lẹ thì cũng làm hút lên bắn mình luôn. Làm hết hồn các bạn. Sát thủ mà hôm nay bị hết hồn luôn, các bạn hiểu rồi đó. Đối phương đi xe gì đây? Đi bộ à, đi bộ à. Cấp trình nhắn mày ơi. Chạy bạn, thà vô bạn. Thà vô khá là một người. Các bạn, đại bàng thà tung cánh các bạn. Mấy đi anh đi này thì mình sử dụng cái chiêu lẻ đó. Đại bàng tung cánh các bạn. Mình cứ thà vô mình não bắt đạn rồi mình lượn ra ngoài là xong. Đơn giản các bạn. Trước mặt luôn. Di chuyển trên chiếc Panama. À, Panama là chiếc cái nãy chắc này là nguyên đòn nữa bạn. Nguyên đòn, nguyên đòn. Ui đây 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 chặt mày ơi. Hay là thử mày sức đấu với nguyên đòn các bạn. Để con nguyên đòn hộ tống là 3 chiếc Hummel là 4 chiếc luôn bạn. 1, 2, 3, 12 người. Dưới 2 người chi nã là 20 mấy người.
mã khiêu chiến các bạn ơi. Mắc lưỡi lắm tôi rồi. Ôi nguy rồi, nguy rồi mày ơi, sửa xe lại mày ơi, không sửa xe lại là thua, là thua đấy. Mà mày mày đâu, còn xe hộ tống hả? Còn xe hộ tống á, tao nhìn tôi bay lâu lắm rồi. Bay lâu lắm rồi. Nhìn lâu lắm rồi. Người đã hỗ trợ ha, nào bước tới đây. Thế tài nha, nào cũng kéo bước tới đây. Đạn thôi ơi. Biết mẹ gì mà cũng vô đây mà cái chuyện đó mất già. Chúng ta đây đi làm thủ mà. Các bạn, ba chiếc xe các bạn, mình đã hạ gục hết ba chiếc các bạn, bắn không nào ấy như cái mền luôn. À, vì tội cà khịa sát thủ mặt khỉ các bạn, lì quá lì sát thủ ta mà, nghề nghiệp ta mà mấy ông vệ sĩ gì. Thì VIP có ông mà đài rồi thì mấy ông té khác đi. Cò đó mà kiếm mối nữa. Quải thì chứ. Vô đây một vị khách cuối cùng đi trên chiếc Sunny gì vậy, Sunny Outrip gì các bạn ạ, không biết xe gì luôn. À đi bộ rồi ơi, ba người đây là màu áo rồi ơi. Hello, ba người mình đấu võ luôn bạn ạ, mình ám sát từ từ luôn nè. Không cho la bạn. Ôi chết đi mẹ, la được rồi ơi. Vệ sĩ, vệ sĩ, vệ sĩ, vệ sĩ, vệ sĩ, vệ sĩ. Xong. Easy buddy, let's go. Dạ ok các bạn, video hôm nay sẽ kết thúc tại các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, quý vị đừng quên để lại cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe thôi chính hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn. Hẹn lại mọi người video tiếp theo. Bye bye các bạn. Yo, ê không có vô rồi. Ê vô, bút. Má tưởng chết rồi các bạn. Ok, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo.